chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện và suốt đêm người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, người gọi các môn đệ và chọn 12 vị mà người gọi là tông đồ, đó là Simon mà người đặt tên là Phêrô và em ông là Andrê, Giacôbê và Gioan, Philippe và Bartolomeo và Thomas, Giacôbê con ông Anphê và Simon cũng gọi là Nhiệt Thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariot là kẻ phản bội. Người đi xuống với các ông và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng, có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Judea, Jerusalem và miền duyên hải Tyro và Sidon đến nghe người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi, và tất cả đám đông tìm cách chạm tới người, vì từ nơi người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Chúa Giêsu, con người của cầu nguyện. Đọc trong Tin mừng Luca, ta nhận rõ điều này. Trong bất cứ biến cố, dù nhỏ hay lớn, Đức Giêsu đều cầu nguyện. Biến cố càng quan trọng thì Ngài cầu nguyện càng nhiều, càng lâu giờ. Điển hình đoạn Tin mừng hôm nay, trước khi chọn các tông đồ, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện và người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, người kêu gọi các môn đệ lại, chọn lấy 12 ông và gọi là tông đồ. Có nhiều người vẫn thắc mắc cầu nguyện là gì. Đơn giản lắm, đối với người Công giáo là thưa chuyện với Thiên Chúa, người lương dân thì nài xin với Thượng Đế, với ông trời, nói cho Ngài biết những dự định, những ước muốn, những công việc mình đã làm, đang làm hay sẽ làm, và xin ơn soi sáng để biết làm cho phải lẽ. Đó là cầu nguyện. Cầu nguyện là sợi dây nối liền cuộc đời ta với ơn trên, ơn Chúa. Qua đó, đời sống tâm linh của ta được triển nở tốt đẹp hơn. Cũng như bóng điện sáng được là nhờ nối liền với nguồn điện. Có một vị linh mục kia sống ở tại trung tâm truyền giáo tại Châu Phi. Ở trung tâm này có một máy phát điện rất nhỏ thôi, nhưng cung cấp đủ điện cho nhà thờ và nhà xứ. Một lần kia có những người dân địa phương đến thăm cha xứ, thấy ở giữa nhà có treo một cái bóng đèn, và cha xứ chỉ cần nhấn cái nút thì cái bóng đèn nó sáng. Thế là người ta mới nài xin cha xứ tặng cho một cái bóng đèn. Thế là Ngài cũng tốt lành, Ngài lấy cho một cái bóng đèn mang về. Thế là ít hôm sau thì Ngài đến thăm cái nhà người giáo dân đó. Ngài vào trong nhà, Ngài nhìn thấy họ treo cái bóng đèn ở giữa nhà, treo bằng cái sợi dây thừng, đèn không có sáng được. Thế nên Ngài bỡ ngỡ, bất ngờ và ngạc nhiên. Ngài mới nói cho cái người dân đó biết, cái bóng đèn này để nó sáng được, nó phải được nối nguồn với cái máy phát điện bằng cái sợi dây điện chứ không phải bằng dây thừng.
Thưa quý ông bà, anh chị em, nhiều khi chúng ta cũng giống như cái người giáo dân ở châu Phi đó, chúng ta treo lủng lẳng cuộc đời chúng ta bằng cái bóng đèn dây thừng, treo bằng dây thừng chứ không bằng dây điện, cho nên không có nối nguồn được. Tức là nghĩa là cái công việc của chúng ta làm nhiều khi không có cầu nguyện, không có kết nguồn được với ơn trên, với ơn của Chúa, cho nên thành ra nó không có phát sáng được, nó không có sinh ra được cái hiệu quả tốt lành nhất. Chính vì vậy mà chúng ta xin Chúa cho mỗi chúng ta luôn biết nối nguồn với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần hàng ngày, qua mỗi cái biến cố cuộc đời, qua mỗi cái công việc của chúng ta làm, để tất cả những cái công việc, những cái biến cố cuộc đời của chúng ta nó sẽ phát sáng, nó sẽ mang lại cái hiệu quả tốt đẹp nhất. Và ngày mùng 5 tháng 9 vừa qua, chúng ta kính nhớ đến Thánh nữ Teresa Calcutta, hay chúng ta vẫn gọi là mẹ Teresa Calcutta. Cuộc đời của mẹ và những nữ tu trong cái dòng của mẹ để có thể được phục vụ, hoặc là phục vụ được những con người bần cùng nhất của xã hội, những con người lở loét bẩn thỉu ở trong những cái khu ổ chuột, đó chính là cái động lực nhờ cái sự cầu nguyện kết nối nguồn với ơn trên, với ơn Chúa, mà qua đó mà phục vụ hết mình, phục vụ tận tình và phục vụ quên mình. Chúng ta cũng xin Chúa cho chúng ta biết năng kết nối với Chúa, để xin nguồn của Chúa dẫn lối cho chúng ta đi, để xin nguồn của Chúa như là động lực để thúc đẩy cho chúng ta làm việc một cách hiệu quả hơn. Amen.